Hi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần chơi Minecraft thợ săn quái vật. Và ở trong tập trước thì mình đã đánh hạ được một con boss ở dưới cái thế giới vực thẳm đó bạn, làm được cho mình những cây súng. Và ở phía bên dưới đó thì mình còn một con boss nữa các bạn, một con boss Shadow Lord ở phía bên dưới nữa cần phải đánh các bạn. Con boss đó thì mình cũng cần phải có những cái vật phẩm để triệu hồi nó đó, cho nên là bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị đồ nha. Ở đây thì mình có những cái Nem Me này bạn, đánh từ những con quét Viper đó bạn rớt ra được nè. Mình sử dụng cái này để nâng cấp cái con quái đó lên, để mình lấy cho mình một cái quyển sách các bạn, một cái quyển sách Shadowbook các bạn. Để làm được quyển sách thì mình cũng phải có những cái quyển sách Enchant. Trong này thì mình có rất là nhiều nè. Sách Enchant đây là sách mà mình loot được từ những cái dungeon đó bạn. Đó, mấy quyển sách cùi cùi nè. Mình sẽ sử dụng nó đem đi để chúng ta có thể chuyển nó trở thành những cái quyển sách Shadowbook để mình triệu hồi con boss nha. Đây, con boss đó thì cần phải có những cái quyển sách như vậy nè. Đó, lấy tạm những cái quyển sách ở trong này ra để chúng ta sử dụng luôn nha. Đó, chậm hỏng mộ thì mình sẽ lấy đi hết các bạn. Hiệu sức 3 đồ nữa nè. Đó, và như vậy chắc là được rồi bạn. Một quyển sách thì sẽ tương ứng với một con boss đó các bạn, cho nên là mình sẽ lấy theo cho mình nhiều nhiều để chúng ta đánh nha. Và cũng như là ở lần trước thì mình có đập những cái con mắt đó các bạn, thì có trong này nè. Hay, có 10 con mắt luôn các bạn. Đem theo để lát nữa mình sẽ đánh cái con boss ra ở tập hôm trước luôn nha, để tìm cho mình cây súng. Còn bây giờ thì đi xuống phía bên dưới. À dạ, quên. Quên lấy em mèo quá các bạn. Và khoan, bay lên phía bên trên đó đã. Bay lên phía bên trên và lấy em mèo ra để chúng ta dễ dàng quan sát hơn nha. Và mình sẽ kiểm tra xem ở đây thì đây đây, đây các bạn. Con quét Ripper ở đây nè các bạn. Đây, nó ở đây thì mình sẽ nâng cấp nó lên bằng cái vật phẩm này nè. Cái vật phẩm này thì rớt ra từ nó đó các bạn. Và cho nó ăn thì nó sẽ được cường quá và bự lên các bạn. Đó. Nó đang bự lên nè. Trời ơi nó bự kìa. Wow. Nó bự lên các bạn. Rồi hết rồi đúng không? À, còn được không nhỉ? À hết rồi bạn, hết nâng cấp nó được rồi. Cho nên là mình sẽ lấy những cái quyển sách ra để chích chuột cho nó nha bạn. Đó, chích chuột phải cho nó thì mình sẽ có được quyển sách này nè. Đó, quyển sách này thì mình có thể triệu hồi được boss đó các bạn. Cho nên là mình sẽ xử lý nó luôn nha. Mình sẽ chuyển hóa hết luôn. Và ở đây thì mấy con quỷ này nó tấn công mình các bạn. Để mình đánh hạ nó cái nha. Nó làm phiền quá, nó đánh ồn quá các bạn. Đây, lụm hết luôn nha. Và quay trở lại với tiếp tục với công việc của mình là lấy những quyển sách ra và chuyển quá thôi các bạn. Mình sẽ chuyển cho mình thật là nhiều sách để mình đánh thật là nhiều boss các bạn. Bởi vì con boss nó cái tỷ lệ rớt đầu á, mình cần phải đánh nhiều nhiều một chút. Hy vọng mình sẽ rớt cho mình đồ ngon ngon. Đó, vậy là có được các bạn. Và ôi, cái ống giáp của mình kìa các bạn, coi kìa. Rồi, cái ống giáp của mình nó sắp thuộc xuống hết luôn rồi. Nó đánh rất là ghê luôn á. Và mình có tìm được cho mình một cái chỗ đây. Ê, bên đây các bạn, rất là gần với cái cửa của mình luôn. Cái cửa mình bên đó đó. Còn bên đây thì đó, cái chỗ triệu hồi boss nè các bạn. Cái chỗ này là chỗ Shadow Anta nè. Mình có thể triệu hồi được con boss á. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ quay trở lại giết cái con này thử xem. Bây giờ thì không cần nữa các bạn. Mình sẽ đánh thử nha. Ôi, nó có 100 máu các bạn. À, mình sẽ đánh nó thử nha. Thử xem coi nó có rớt cái gì nó ngon không. Cái con này lấy con được nâng cấp lên nè. Mà đánh phải đánh ở dưới chân đó các bạn. Đánh ở trên này thì không có trúng các bạn. Cái hitbox của nó là nằm ở dưới. Và nó rớt được cho mình cái gì đây. Kiểm tra xem. À, cũng vậy thôi bạn, không có gì thay đổi hết à. Và nó rớt cho mình tiền nữa nè, lụm luôn các bạn. Và mình sẽ kiểm tra xem cái con hồi nãy là 100 máu đúng không. Còn cái con bình thường chưa được nâng cấp á, thì nó bao nhiêu máu đây. Thì nó, à nó có 50 mấy máu thôi các bạn. Còn cái con quỷ kia tới tận 100 máu luôn. Sau khi nâng cấp lên nó rất là mạnh luôn. Và giáp của mình. Ôi giáp của mình hết luôn bạn. Ôi cái siêu của mình nó hết luôn rồi kìa. Khoan đã, để mình để cho nó hồi nha các bạn. Cho nó hồi lại đầy cái là mình sẽ chịu hồi con boss ra. Và bên đây thì sẵn tiện bên đây mình sẽ ghé qua bên đây. Có một cái chỗ ngôi làng nè các bạn. Đó, mình sẽ ghé qua bên anh dân làng. À, anh dân làng này thì mua than các bạn. Và bán cái nón nè. Nói chung là cũng không có ngon lắm. Và trong này thì mình có cái rương. Wow, cái rương bên này có kim cương nữa bạn, có cái gậy. À, cái gậy này là cái gậy để đi tìm những cái lồng boner nè. Cái này bên này, cái gậy này thì mình có rồi. Còn cái này thì cái green charm. Và một cái này là ender các bạn. À, cái ngọc ender để chúng ta thay dịch chuyển hay gì nè. Và có hắc diệm thạch. Có cho mình cái áo. Cái áo MR các bạn, lấy về để lấy chỉ số EMC cũng ngon nè. Có cho mình bánh nữa nè, có thịt heo. Có thịt bò các bạn, để ăn miếng. À, bữa giờ thì rất là ít đói các bạn, từ lúc mà mình có bộ giáp này nè thì mình rất là ít đói luôn á. À, mình sẽ sử dụng này thử xem. À, cái này không có. Cái này thì à, nó giúp cho mình bay các bạn. À, nó giúp cho mình bay nè, mình không rớt xuống dưới được nữa. Và tắt cái này thử xem. Cái này không có tắt cái đi được các bạn. Khi mà có trên tay của mình thì mình không có rớt xuống được mà nó rớt chậm chậm nè. Thôi chắc là mình sẽ cất nó vô nha. Đây, nó giúp cho mình rơi chậm đó các bạn.
Còn cái này thì hình như là giúp cho mình bay đi đúng không? Để mình kiểm tra thử xem. À, quăng và bay đi các bạn. Quăng và bay đi rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với công đoạn là triệu hồi con boss ra luôn nha. Hồi nãy hình như mình có 9 quyển sách đó bạn. Sau khi kích vô trong này thì chưa thấy gì hết. À đây đây, nó xuất hiện rồi bạn. Ôi, wow, nó bự kìa. Nó bay lên. Ôi, nó... Ôi, nó thả bom bạn ơi, nó chơi thả bom. À chà, để mình lấy súng rồi mình bắn nha. Nếu như mà mình bay lên á thì nó cũng sẽ bay lên theo các bạn. Bắn nó một cái nè. Bắn nó không thấy đam vậy. À đây nè, đây. Phải bắn cho trúng nha các bạn. À, có cây súng này bây giờ bắn nó dễ hơn nữa bạn. Ôi, nó tuột xuống một khúc máu luôn kìa. Và mình sẽ cố gắng bay lên để sử dụng cái kiếm chém. À lấy cái... À, rớt đầu rồi. Mình cố gắng bay lên để sử dụng cây kiếm đánh để lấy cho mình cái tỷ lệ loot đồ đó các bạn. Và rớt cho mình đồ. Có đồ, chắc là mình hút hết rồi các bạn. Mình sẽ bật cái cục 500 này của mình lên để lát nữa mình dễ dàng hút đồ hơn nha. Chứ để nó rớt tầm lum các bạn. Và mình có được cái tượng của nó nè, và có thêm trái tim nữa các bạn. À, ăn trái tim vô luôn nha. Lát nữa mình sẽ chạy về cái mob farm của mình lấy thêm trái tim. Bởi vì có khá là nhiều bạn kêu mình ăn thử trái tim vô ở từ cái mob farm đó các bạn. Cho nên là lát mình nữa mình về mình ăn vô nha. Bên đây thì chắc là kiểm tra anh dân làng này trước cái đã. Anh bên đây bán hàng cho mình cái ruy boss. À, cái này mở ra được những cái ruy nữa bạn. Còn bên đây là cái ruy bình thường thôi. Vậy là mình đã có được cho mình cái tượng của nó nè. Mình sẽ kiểm tra thử xem coi con boss đó nó rớt cái gì nha. Thì, ủa, đâu rồi? Cái tượng ở đây nè. À, con boss này có rớt cây canon các bạn. Wow, một cái cây canon nè với 28 đam các bạn. Với lại một cây chuộng. Cây chuộng này là cây chuộng triệu hồi ra xa đao nè các bạn. À, cần có những cái rui ở trong đó nữa thì mới sử dụng được. Trong này thì cái ton rui nè và cái quy là rui nữa nè các bạn. Và đồng tiền vàng. Và có những cái bột này hả? À, mình sẽ cố gắng tìm cho mình thêm hai cái cây này nha. Mình sẽ triệu hồi hết những cái quyển sách này xem coi chúng ta có được cho mình thêm hai cái đó hay không nha. Ở đây thì cái con này đi chỗ khác thì chơi đi chứ. Đánh cho nó một phát nó biến mất tiêu các bạn. Đó, chúng ta còn 7 quyển sách, vậy là mình có thể đánh thêm cho mình 7 con nữa đó các bạn. Ở con này thì á. Nó chọc ghẹo mình các bạn. À, nó ở dưới kìa, thôi kệ nó. Ở nó, đây rồi, lấy súng ra bắn các bạn. À, nó tấn công mấy con quái luôn các bạn. À, nó tấn công tất cả mọi thứ các bạn. Và cái súng này bắn ngon lắm nè các bạn. Wow, bắn ngon phát nữa xem. Ờ, hụt gì không vậy? Đó, bắn cho ngay các bạn. Mà chém. À, cái con boss này nó cũng rất là đơn giản luôn. Mình có cây súng mình bắn rất là nhanh chết luôn các bạn. Trời ơi, không có cây súng chắc là bay theo nó hơi bị đuối luôn á. Bay theo nó cứ bay lên phía bên trên nè. Và giờ thì tiếp tục ăn máu vô các bạn. Không biết là bao nhiêu cái ít thì mình sẽ full. Nhưng mà mình có 8 ít trái tim rồi nè các bạn. Khủng khiếp chưa? Bây giờ thì nhanh chóng tiếp tục triệu hồi thêm nha. Và mình lại đánh thêm cho mình được những cái vật phẩm này thôi, chứ chưa có rớt cây súng hay là cây chuộng gì hết các bạn. Cái này là để nâng cấp công nghệ lên nè. Mình sẽ cất vô trong này để dành luôn nha. Đó, bỏ ở trong này luôn. Và nó xuất hiện rồi các bạn. À, nó đi bắn. Ôi, nó bắn anh rồi luôn các bạn. Ờ, nó bắn anh em lúc mà anh chết rồi. Mình sẽ cho nó chết luôn các bạn. Dám bắn anh lúc mà anh của mình nè. Đấy, lấy cái kiếm ra, bay lên chém. Bay lên, rồi bay lên, càng bay lên càng nó càng cao nữa bạn. À, chết nè, có rớt không? Ờ, à, vẫn chưa có các bạn, toàn là trái tim không à. Ăn trái tim vô luôn. Ở đây thì chắc là lên 10x chắc là full đó các bạn. Mình 8x rồi nè, lên chắc khoảng tầm 10x là full. Ở đây thì mấy con quỷ thì nó lên tới trên này luôn các bạn. Chịu hồi ra cho con boss bắn nó nha. Đây rồi, con boss lại xuất hiện nữa rồi các bạn. Lấy súng ra bắn tiếp nha. Đây, bắn cho một phát nè. Bắn cho một phát nè. 3 phát các bạn, 3 phát là được 4 phát nè. 5 phát và 6 phát thử xem. À, 6 phát là một hit nữa là chết các bạn. Tầm 7 phát là nó chết chắc luôn á. Cái súng rất là đã, rất là mạnh luôn. Và rớt cho mình cái gì vậy? À, rớt cho mình những cái rui các bạn. Wither rui nè. Và rớt cho mình tiền thôi. Và rớt thêm cho mình trái tim nữa, ăn vô luôn các bạn. 9x rồi nè, đó. Tiếp tục. Và mấy con boss này rất là đã tay luôn đó các bạn. Được rất là nhiều trái tim và được cho mình đồ nữa. Mà nãy giờ thì chưa có được cây súng hay là cái cây chuộng gì hết à. Mình còn có 4 quyển sách à. Hy vọng là mình sẽ có một món đồ nào đó để chúng ta test thử nha. Hy vọng không phải là cây chuộng. Cây chuộng thì cần có mấy cái ruy thì mới sử dụng được. Đây, chém cho nó một phát nữa nha. Rồi, chúng ta lại tiếp tục có thêm 6 trái tim. Oh my god, có cây súng rồi nè các bạn. Wow, có cây súng rồi. Nhưng mà nó cần có đạn canon các bạn. Đạn canon thì lần trước mình chế tạo rồi mà mình để ở nhà hay sao á. Kiểm tra trong này xem. À, mình chế tạo rồi mà mình để ở nhà các bạn. Lát nữa thì mình sẽ về để mình lấy nha. Còn bây giờ thì còn 4 quyển sách nữa nè.
mình sẽ nhanh chóng tiếp tục lấy cây súng ra thử xem lấy cây súng ra thử xem coi hình dáng nó như thế nào nha. Từ từ, cây súng này như cây súng canon của mấy tên cướp biển đó các bạn, nhìn nè. Cầm ở trên tay luôn mới ghê chứ, và bắn không được đâu bởi vì không có đạn. Thôi cứ tiếp tục triệu hồi thêm đi các bạn, để mình đánh thêm nha. Lát nữa thì mình sẽ sử dụng những cái này nè để triệu hồi cái con boss ảo ảnh ra để mình đánh. Hy vọng là mình sẽ có được cái súng SMG của nó để chúng ta test thử trong tập ngày hôm nay luôn nha. Còn bây giờ thì lấy súng rồi bắn con này trước đã. Mình sẽ nhanh chóng bắn thêm cho mình một vài con nữa nha các bạn. Khi nào có cái súng thì có cái chuột thì mình sẽ cho các bạn cùng xem. Còn bây giờ thì nhanh chóng bắn nó luôn. Đó, và chém cho nó một hit nữa các bạn. Lên chém nha, bài lên chém nè, để lấy cho mình cái loot đó. Có được không? Cái chuột luôn đấy bạn. Wow, chúng ta có cây trượng luôn rồi, nhưng mà cần có cái like rune các bạn. Muốn sử dụng được nó thì mình cần phải có like. Có một cái like vui các bạn. Cái wither thì mình có ở đây nè, mà còn cái like vui này thì mình chưa có. Cái like vui để mình kiểm tra thử nha. Cái này nè các bạn, cái like vui là cái này nè. Cái like vui này thì cần phải đánh con boss này hả. Mấy con quái, mấy con boss này nè các bạn. Mấy con này thì mình chưa qua cái thế giới của nó, cho nên là chúng ta chưa có tìm được nó để đánh đâu các bạn. Vậy là nó cần phải sự kết hợp nhiều thế giới lại với nhau thì mới có thể tìm được cho mình đủ vật phẩm sử dụng cái cây chuộng này nè. Cái cây chuộng này là cái chuộng để triệu hồi một cái con Shadow gì đó các bạn. Chắc là triệu hồi ra con boss hay sao đó bạn. Cây chuộng này của con boss chắc là triệu hồi ra cái con đệ tử giống y con boss hay sao đó bạn. Mà bây giờ thì chưa có đủ cho nên là chưa sử dụng được rồi. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ triệu hồi thêm cho hết những quyển sách luôn đấy bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ chuyển qua bên cái con boss ảo ảnh nha, để mình đánh và tiếp tục sử dụng súng. Súng này thì mình còn 23 viên đạn nữa bạn. 23 viên đạn chắc là cũng đủ giết thêm cho mình 3 con nữa rồi. Mình sẽ nhanh chóng giết nó luôn nha. Và mình đã có được cho mình cái gì rồi. Có mình thêm được cây chuộng nữa các bạn. Vậy là mình có tất cả là 2 cây chuộng sau khi mà đánh hết 9 con boss các bạn. Mình đã sử dụng 9 quyển sách để đánh 9 con boss, và mình đã có được cho mình 9 cái pho tượng nè, 2 cây chuộng và 1 cây súng. Bây giờ thì mình chỉ còn có 3 viên đạn thôi. Mình sẽ sử dụng cái số tim này để mình ăn vô nha. Ăn vô thử xem. Lên 10. Rồi hết rồi các bạn. Xong với con boss này rồi. Chắc là mình sẽ đi bên đây mình có một anh loot man nữa nè các bạn. Mình sẽ qua bên đây để thăm hỏi anh ấy xem coi anh ấy bán gì đây. Bán cho mình cái rương vũ khí nè, còn cái rui này hả. Mình sẽ thử mua một cái rui thử xem coi cái rương này nó sẽ cho mình cái gì nha. Đây mình sẽ mở ra thử xem. Nó cho mình những cái rui nè bạn, cầm bắt rui nè. Nói chung là ngẫu nhiên á, mình sẽ mua thêm cho mình một cái nữa xem. Đây, nhớ chuyển qua cho nó kỹ nha, chứ để mua nhầm hàng đó. Và cho mình Luna Rui. Nói chung là mua ở đó thì sẽ được những cái rui, và mình sẽ cất vô trong này bớt đi các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển tới cái chỗ con boss boss ảo ảnh các bạn, để farm thêm cho mình một ít nha. Ở tập trước thì mình có đánh nó rồi, nhưng mà nó chưa có rớt cho mình cây súng, cho nên bây giờ thì mình sẽ quay trở lại để đánh nó tiếp. Hy vọng là mình sẽ có được cây súng nha. Còn mấy cái vật phẩm này thì chắc là cất tạm trong này đấy bạn. Lát nữa thì mình sẽ đi về để mình kiểu như là mình đi về để mình test thử cây súng canon này nha. Còn bây giờ thì đi đánh boss thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ có được cây súng SMG của nó, mình test cho các bạn cùng xem luôn nha. Đây là các bạn cái cây lần trước mà mình triệu hồi con boss ảo ảnh đây nè. Mình sẽ đi xuống phía bên dưới để lấy cho mình những con mắt ra nha. Lần này thì mình có tất cả là 10 con mắt lận các bạn, cho nên là tha hồ mà đánh luôn nè. Và mình sẽ chờ nó triệu hồi ra. Và nó nằm đâu? Thường á là nó sẽ nằm ở trên núi đó các bạn, nhưng mà lần này thì chắc là nó sẽ ở phía bên trên rồi. Không thấy ở phía bên dưới này thì chắc chắn là nó trên đồi nè. Nó đâu đó trên đồi thôi. Nó đây nè bạn, đây. Nó đây nè. Và con này con giả hả? Con thật ở đâu? Con đó là cái bóng của nó thôi bạn, nó là ảo ảnh cho nên là nó có cái bóng á. Mình sẽ đi tìm cái con thật nha. Con thật thì bên đây là cái lòng banner của mấy con quái hunter rồi. Quái hunter thì mình cũng đã cày cấp rất là nhiều các bạn, nhưng mà mới được hình như là có cấp 9 thôi các bạn. Trời ơi, cấp hunter cày rất là khó luôn nha. Mới cày được có cấp tới 9 thôi à. Và ở đây thì nó nhảy lên được các bạn. Nhảy lên chi rồi, mất máu không biết nữa, khổ ghê luôn á. Và con boss này thì nó cũng rất là dễ đánh thôi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ nhanh chóng đánh luôn nha. Và có cho mình được bức tượng và cây kiếm nữa nè. Trời đất ơi. Cái kiếm mình ở nhà có 3 cây rồi bạn. Và có những trái tim nữa. Bây giờ thì mình thấy có thể tiếp tục triệu hồi. Mình cần phải có thật là nhiều trái tim để ăn lên bạn. Tim của mình lại tiếp tục được tăng lên nè. Bây giờ chắc là mình trâu kinh khủng luôn các bạn. Nó xuống dưới này rồi các bạn. Dịch chuyển xuống dưới này hả. Và rớt cho mình được cây súng rồi nè các bạn. Wow. Vậy là mình còn 5 con mắt thôi. Hồi nãy mình đem theo hình như là 10 con mắt hay 9 con mắt gì đó các bạn. Mình đánh được cho mình một mớ nè, lấy cho mình 2 cây kiếm nè và có được cây súng. Và cây súng này thì nó cần năng lượng các bạn. Wow, nó cần tới 7 năng lượng cho một lần bắn các bạn.
để mình đi mình kiếm con quái nào mình bắn thử nha. Thí dụ con này xem. Ờ nó bắn chéo 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 luôn các bạn, mà sao không thấy đam hết vậy? À cái con quái này nó kháng năng lượng các bạn, súng năng lượng bắn nó đâu có xi nhê gì đâu, trời ơi tìm đúng đối tượng ghê luôn á. Tìm ngay cái con quái kháng nữa mới ghê chứ. Đây 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 đây, cái con này thì chém cho nó một cái và bắn thử xem. Bạn để đưa cái súng lên nha và bắn. Ủa bốn đam mà các bạn ơi, trời ơi cái súng này cùi bắp quá, bắn không xi nhê gì đó hết, hết năng lượng của mình luôn rồi. Đi tìm con khác để bắn nha, mình tìm mấy con West Ripper này nè các bạn để bắn thử và kiểm tra xem kiểm tra năng lượng của mình đó các bạn. Năng lượng của mình thì còn có bảy mấy hả, để mình bắn lấy đam thử nha. Đây bốn đam thôi à. Bắn được bốn đam thôi các bạn, thôi thì mình sẽ xử lý nó luôn nha. Bắn cùi quá à, cái súng này chắc là bởi bỏ vào bộ sưu tập của mình thôi chứ nó cũng không ngon lắm. Đây xử lý con này luôn nha, con quỷ quái hút máu rồi nè, đó giết nó luôn. Rồi chắc là bây giờ thì mình sẽ đi về thôi các bạn. Mình đã lấy được cho mình những vật phẩm cần thiết rồi nè, cho nên là mình sẽ dịch chuyển về cái cửa của mình cho nó nhanh nha. Như vậy là mình đã đánh được cho mình hai con boss ở phía bên dưới cái thế giới vực thẳm rồi đó bạn. Thế giới này thì sẽ có hai con boss nè và hai con quái hunter các bạn. Một cái con quái á là ở cấp độ 30 các bạn, cấp độ hunter 30, còn một con á là mình được biết á là ở cấp độ 40, mà cấp độ hunter của mình là mới cấp độ 9 thôi các bạn. Đó chắc là sắp tới thì mình sẽ nghiên cứu tìm cách nào đó để mình có thể tạo ra được những cái máy nhân bản những con quái hunter đó các bạn, để mình có thể farm chứ farm mấy con quái hunter mà đi kiếm ở cái thế giới bình thường này nè phải chờ cho buổi tối bạn, mà buổi tối không phải là buổi tối bình thường đâu, buổi tối là phải có event đồ các kiểu nữa các bạn thì nó mới xuất hiện ra những con quái hunter đi farm thì rất là cực luôn, cho nên là sắp tới thì mình phải nghiên cứu rồi. Bây giờ thì cứ tạm thời cất những món đồ của mình vô trong này nha. Đó những món đồ mà mình đánh được từ con boss nào mình sẽ cất vô trong này để dành làm kỷ niệm luôn các bạn. Đó trong này thì mình tìm được cho mình hai cây kiếm nè với lại cây súng với lại một cái cây canon. Canon thì mình cắt vô trong đây đúng không, lấy trong này ra các bạn. Đây, ở trong này thì có rất là nhiều vật phẩm nè mình lấy được nè các bạn. Cất vô trong này hết luôn nha, và full rương các bạn, mình sẽ cất bớt vô trong này nha. Khi nào mình cần thì mình sẽ lấy ra, ví dụ như những mấy cái ruồi nè, còn cái áo giáp emerald này thì mình sẽ bỏ vô trong này để chúng ta lấy MC các bạn, bỏ ở trong đó luôn. Rồi ở đây thì tất cả những gì các bạn, cây kiếm của mình các bạn, trời ơi 5 cây kiếm luôn và hai cây trượng và một cây canon và một cái súng SMG. Cái súng SMG thì cùi quá cho nên là bỏ vào trong đó đi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cất đồ vô nha, cất cho mình cái gui rồi lắc luôn các bạn để mình hết rồi nè. Nó hơi lắc một chút, cái gui thì mình sẽ để dành đi các bạn, sau này thì mình có cơ hội thì mình sẽ test thử những cây trượng của mình luôn nha. Còn bây giờ thì cứ để đó. Mình cần phải cho mình cái đạn canon thì đạn canon thì lần trước mình chế tạo đây nè các bạn. Đây, mình có 4 viên thôi. Mà mấy cái này thì họ không có nâng cấp hay là nhân bản gì lên được hết các bạn. Đành phải làm thêm bằng tay rồi. Cần phải có cái này nè. Đó, phải chế tạo từ cái này nha. Mình sẽ chế tạo cho mình một ít viên đấy các bạn. Đó. Và đi ra phía bên ngoài để test thử. Test với mấy em mực thì mấy em mực yếu lắm các bạn. Test không có đã tay cho nên là đi xuống phía bên dưới này nè. Đó, qua phía bên đây test súng nó mới xứng tầm các bạn. Đây rồi, bắn thử cây súng canon nha. Wow, bắn cây súng này nó sẽ nổ đó bạn. Ôi, lại đây. À, bắn phải cho trúng nha, bắn không trúng nó không nổ các bạn. Đó, bắn trúng thì nó sẽ nổ. Ôi, chết luôn kìa. Ôi, ghê vậy. Trời ơi, kìa, nửa cây luôn các bạn. À, tốc độ bắn rất là chậm luôn đó các bạn. Bắn thì ngon nó nổ, nhưng mà bắn rất là chậm luôn. Tốc độ bắn hình như là chỉ có 0.33 giây hả bạn. Bắn một phát nửa cây của thằng nhỏ các bạn. Đây, bắn con này thử xem. Con này chắc là tầm 3 hit là chết các bạn. Đó, thêm một hit nữa nè. Bắn nhanh lên chứ. Đó, chết nè. Nói chung là bắn 3 hit là chết các bạn. Cây súng này cũng ngon nè. Để bắn nổ, bắn nhiều đám đông là hợp lý luôn các bạn. Bắn nhiều đám đông là hợp lý luôn thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ về đấy bạn. Cây súng này cũng ổn. Mà mình vẫn thích cây súng trường này hơn các bạn. Cây súng trường này vẫn tốt hơn nha. Thôi thì mình sẽ cất vô trong này đi. Để khi nào có cơ hội đi đánh boss thì mình sẽ lấy ra đánh cho nó vui. Còn bây giờ thì cứ cất vô trong đó đi bạn. Cất đạn vô trong này luôn nha. Và cái này thì lụm được ở dưới nè, cất vô trong này luôn. Tiền được các kiểu nè. Kim cương thì mình sẽ bỏ phía bên đây đi. Và cái này thì bỏ vô trong cái bàn này luôn các bạn. Đây. Và trái tim này thì mình sẽ ăn vô luôn các bạn. Ủa hết lên đó bạn. Bây giờ hết lên đó bạn. Vậy là X10 là full tim rồi, mình không có lên được nữa. Mình ăn vô là chỉ mất điểm kinh nghiệm của mình thôi chứ nó không có lên nữa. Cho nên là mình sẽ cất vô luôn nha. Đó. Như vậy là chúng ta đã có được cho mình
À, đánh được hai con boss và lấy được cho mình cũng khá là nhiều đồ các bạn, và lấy được cái pho tượng nữa. À, cái pho tượng đây nè các bạn, đây cái pho tượng lần trước mình đánh được con boss ảo ảnh này mình để ở đây nè, và con boss này thì mình sẽ để bên đây nha. Ấy da, con boss này còn nhỏ hơn nữa các bạn, nó nhỏ hơn cái con boss này nữa chứ, cái tượng nó làm nhỏ xíu à. Trời ơi, phải chi làm bự bự ra cho nó đẹp bạn, làm nhỏ xíu à. Thôi mình cất ở trong này nha. Bây giờ thì chắc là mình sẽ làm cho mình một ít công nghệ đi bạn. À, đánh boss thì cũng khá là nhiều rồi, chắc là trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho mình một cái room công nghệ đó các bạn. Cái room công nghệ thì mình có bản mod store trong này nè, mình sẽ làm cho mình một cái nha. Bản mod thì chắc là mình sẽ làm nhanh nhanh một chút đi, làm cho mình một cái kho chứa cơ bản thôi các bạn. Mình cần có cái trình control này nè. Cái control này thì chúng ta cần phải có cho mình silicon thì mình biết cách làm rồi nè. Còn cái này thì cần có quả bóng slam. Quả bóng slam thì trong cái room mình có các bạn, mình sẽ chế tạo nhanh luôn nha, để chúng ta có một cái room công nghệ cơ bản trong tập ngày hôm nay luôn. Đó, mình có thể nhân bản cái này lên được nè. Đó, trời ơi, nhân bản lên hết và cất vô cái rương để dành chế tạo luôn. Ở đây thì còn có cái lõi chính giữa trước. À, cái lõi chính giữa trước thì mình cần có sắt với lại hạch anh nè. À, chà, hạch anh hả? Hạch anh thì mình sẽ tìm trong này để lấy hạch anh cho mình luôn nha. Đây đây, hạch anh ở đây nè, lấy bỏ ở trong rương này để dành chế tạo luôn. Còn thiếu gì nữa không? Cái này thì mình sẽ làm cho mình. À, có chỉ số EMC luôn các bạn. À, mình chỉ chế tạo một lần thôi là chúng ta sẽ lấy ra được rất là nhiều nè. Bỏ ở trong này luôn. Đó. Và mình sẽ chế tạo tiếp luôn nha. Còn có silicon và còn có cái này nữa hả? À, còn có cái này nữa các bạn. Đó, silicon thì mình có thể sử dụng hạch anh bỏ ở trong lò nấu các bạn. Lò nung thôi là mình sẽ có được á. Mình sẽ lấy hạch anh ra bỏ vào trong cái lò. À, chắc là sử dụng cái lò kim cương đi các bạn. Lò kim cương này nấu cũng rất là nhanh nè. Đó. Mình có những cái lò điện ở phía bên trên nhưng mà lò điện nó còn cùi các bạn, cho nên là nó nấu rất là chậm. Mình cứ sử dụng cái lò kim cương để chúng ta làm thôi là được rồi. Mình sẽ chế tạo ở đây đủ rồi đúng không? À, còn thiếu cái này hả? À, thiếu cái này nè các bạn. Rồi cái cục trên này. À, cái cục trên này thì cần phải có cái này. Đây, mình sẽ chế tạo cái này và bỏ trong lò nấu luôn các bạn. Đó, nó nấu rất là nhanh cho nên là lấy ở đây cho nó gần. Và kiểm tra thử lấy công thức trong này ra luôn. Để dành xài luôn nha. Và lấy công thức trong này ra đúng rồi đúng không? Đây, được rồi nè các bạn. Đó. Như vậy là mình đã có được cho mình cái control. Cái control này thì là cái trung tâm của cái bộ máy các bạn, trái tim á. Bây giờ thì mình chắc là mình sẽ đặt nó ở phía bên này đi các bạn. Đây, ở phía bên đây thì mình thấy có một cái góc trống nè, mình sẽ đặt nó ở đây. Và mình cần phải có nguồn năng lượng cho nó nữa thì nó mới hoạt động được. Và ở dưới này thì mình có được đi đường dây điện rồi nè các bạn. Đó, đường dây điện mình đã đi ở phía bên dưới. Và trong cái rương này thì mình có dây điện thì mình bỏ trong cái rương này hết rồi thì phải. Để mình lấy trong này ra nha. Dây điện ở đây nè các bạn. Đó, dây điện Ender AO nè. Mình đã kết nối từ cái cánh quạt ở bên đây nè, qua phía bên đây nè. Bởi vì cái đồ chuyển năng lượng từ xa đó bạn, nó hơi là đắt tiền, cho nên là mình đành phải sử dụng dây điện thôi. Mình thấy nó cũng gần, cho nên là mình chuyển đường dây điện bằng cách là đi đường dây điện thôi, cho nó đỡ tốn kém các bạn. Đó, kết nối nó lại vào trên này thì mình sẽ đập bỏ đi, để chúng ta che lại đường dây điện ở trên nha. Ở trên này thì mình sẽ không còn nhìn thấy đường dây điện nữa nè. Đó, và cái cục này nó sáng lên và nó có năng lượng là ok rồi đó bạn. Bây giờ thì mình cần phải có cho mình những cái bộ điều khiển. Cái này là để điều khiển được cái máy nè bạn. Và cũng như là một cái những cái cọng dây nữa. Nhưng mà mình sẽ làm cái điều khiển này trước đi. Mình cần có vàng. Vàng thì ok, làm được các bạn. Cái này mình có thể làm được nè. Mình sẽ sử dụng cái bàn chế tạo bên đây để chúng ta chế tạo cho nó nhanh nhanh nha. Rồi, chế tạo cái vàng này nè. À, rồi bỏ ra trong lò bên đây nấu lên thôi. Và tiếp theo là cần có cho mình cái kim cương đúng không? Cái kim cương. À, cái kim cương thì cần cái bình thường này thôi. Lấy ra cho mình một cái bỏ ra trong lò này để nấu luôn. Tận dụng lúc đang còn nóng cái lò bạn, mình sẽ nấu luôn nha. Và có redstone nữa đúng không? Cái này thì có rồi nè, cho nên là mình sẽ chế tạo thôi là được. Và cần có cho mình cái kim cương này thì chỉ cần bỏ cho mình low tone thôi là được, cho nên là lấy ra luôn bạn, đủ rồi đó. Mình sẽ bỏ vào trong này để nhân bản tất cả mọi thứ mà mình chế tạo được ra để dành sử dụng luôn nha. Bởi vì sau này mình sẽ sử dụng mấy cái này rất là nhiều, cho nên là mình cứ nhân bản nó lên và chế tạo cái này một cái nè. Rồi sau đó thì tiếp theo là cái redstone bạn. Cái redstone, cái màu đỏ này nè. Cái màu đỏ này chứ không phải là redstone nha. Nó chỉ là màu đỏ thôi. Và nhân bản cho mình được cái cục kim cương lên luôn nè bạn. Đây. Cái màu này xanh xanh mình gọi là kim cương luôn cho nó dễ các bạn. Rồi, đủ rồi đúng không? Có đủ tất cả mọi thứ rồi. À còn cái khuôn nữa chứ. Cái khuôn này mình có thể nhân bản lên được các bạn. Bỏ ở trong này để nhân bản lên luôn. Thôi ơi. Có các bạn nhân bản thì thấy nói là rất là OP luôn các bạn. Làm cái gì nó cũng đơn giản hết luôn á. Và mình đã có được cho mình cái bảng điều khiển rồi nè. Mình sẽ lắp vô trong này. Và trong này thì à, cái này chỉ là cái bảng để lấy đồ ra hỏi bạn, chứ phải chưa vào cái bàn chế tạo. Mình cần phải có làm cái bên đây nè. Đây, cái crafting này nè bạn. Thì mình cần có bảng điều khiển cộng với cái này. Với cái này. Thì cái này cần phải nấu lên. À, hình như là mình có rồi thì phải. Mình có cái này đúng không?
Phải này không ta, hai cái này à, mình có rồi cho nên là mình sẽ thử chế tạo thử xem nha. À còn thiếu cái bàn chế tạo nè. Và cái này nó lằng nhằng như vậy. Mình sẽ chế tạo luôn nha. Đây, chúng ta đã có cho mình cái bàn chế tạo là mình sẽ đặt ra ở đây thôi. Là mình có thể, đó, có thể chế tạo bạn. Nhưng mà chưa có bỏ đồ trong này đâu. Bởi vì nó chưa có kho chứa các bạn. Nó chỉ mới có trung tâm điều khiển với lại cái bàn chế tạo thôi. Mình cần phải làm cho mình những cái rương hoặc là những cái đường dây bạn. Đường dây trong này nè. Đó, làm luôn bạn. Có thì làm luôn nha. Và đường dây thì cũng có thể nhân bản lên luôn. Nói chung là cái nào cũng nhân bản lên hết á. Rất là đã tay luôn. Mình sẽ làm cho mình những cái đường dây. Đường dây để kết nối những cái rương lại với nhau đó các bạn. Kết nối lại với nhau được nè. Ở có thể làm được luôn bạn. Ok, mình sẽ làm cho mình một cái và mình sẽ bê cái rương các bạn. Bê cái rương này qua phía bên đây để chúng ta làm thử nha. Mình sẽ đặt cái rương ở đây nè. Đó, rồi lắp cái cọng dây này vô các bạn. Đó, nó sẽ kết nối vô trong cái rương các bạn. Nó sẽ có thể giúp cho mình, đó, nhìn thấy được những món đồ ở trong cái rương. Rất là tiện lợi luôn các bạn. Bây giờ thì sẽ chế tạo cho mình cái server các bạn. Kiểu như là một cái chỗ để mà mình lưu trữ những cái công nghệ các bạn. Lưu trữ bằng công nghệ, không cần phải sử dụng tới những cái rương á. Thì cái đó nó nằm cái display driver nữa bạn. Đúng không? Cái này đúng không? Đúng rồi bạn, cái này nè. Thì, ôi mình có thể làm được luôn nè. Và nó có nhân bản lên được không? Thử xem. Chắc chắn là có chỉ số EMB là có thể nhân bản lên được mà. Đó. Nhiều quá xài không hết đâu bạn. À, lấy cho mình 8 cái thôi các bạn. Đây, có 8 cái nè. Mình sẽ đặt nó ở phía bên đây nữa bạn. Cào lên phía bên trên luôn nha. Đó. Cái này đặt nhiều quá không biết có sao không đây nè. Và mình sẽ quay cái mặt này nó qua phía bên đây. Ôi. À, nó đang có trong bàn chế tạo cho nên là đập ra nó rớt tầm lum ở phía bên ngoài nè. Mình sẽ cất vô trong này đấy bạn. Bây giờ thì mình có thể cất hết đồ vô trong này được rồi nè. Đó, cất đồ vô trong này nha. Đó, cất đồ thì nó sẽ lưu trữ trong này nữa bạn. Và mình cần phải làm cho mình những cái đường dây để kết nối qua phía bên những cái chỗ để lưu trữ những cái đĩa đó bạn. Những cái đĩa nhớ của mình á. Mình cần phải chuyển nó qua phía bên đây nha. Bên đây thì nó chưa có cái đĩa gì hết. Cho nên là mình cần phải làm những cái đĩa nhớ nè bạn. Đây, cái đĩa nhớ này nó giúp cho mình chứa đồ ở phía bên trong á. Và cấp độ của nó thì sẽ là 1000 đồ nè. 1000 món đồ bạn. Cái này 4K là 4000 món đồ nè. 16000 nè. Và rất là khủng khiếp luôn nha. Mình sẽ chế tạo cho mình cái này. Cái này thì dễ nè bạn. Chế tạo luôn. Và đem cái bàn nhân bản vào phía bên đây luôn các bạn. Rồi. Bây giờ thì lát nữa mình sẽ dọn những cái món đồ kim cương. À những cái rương kim cương các bạn. Vô trong đó nha. Còn đặt ở đây để mình nhân bản lên trước cái đã. Nhân bản cho mình cái này lên để bỏ vô trong cái rương này luôn. Để chúng ta có thể chế tạo tiếp nè. Chế tạo rất là nhanh luôn đó bạn. Lên một cái này nữa. Cái này thì nhân bản lên luôn các bạn. Cái nào có thì cứ nhân bản lên một sắc. Xài chắc là mệt nghỉ luôn á. Đây. Và tiếp theo thì mình sẽ làm cho mình một cái. Ủa, đâu cần phải nhân bản cái này lên đâu. Thầy ơi, mình có thể nhân bản cái này nè. Bỏ vô trong này lấy cái này cái 1K. Cái 1K thì có cần thiết không? Hay là làm cho mình. Và mình sẽ thử nha. Mình sẽ bỏ cho mình cái đĩa vô trong này nữa bạn. Thì nó sẽ nhớ 1K nè. Mình sẽ tắt bỏ cái này đi nha. Đó. Kiểu như là tắt ra thì nó sẽ không còn đồ trong này nữa các bạn. Nhưng mà mình có thể bỏ cho mình ví dụ như là cái cộng dây điện các bạn. Cái cộng dây điện vô thì sẽ kiểm tra xem. Trong này nó ghi là 62 trên 1000 nè các bạn. Có nghĩa là nó có được 62 món đồ ở trong đó đó. Và nó sẽ luôn cho mình được 1000 món đồ. Và mình có thể làm cho mình thêm được những thứ khác nữa. Mình kết nối lại là chúng ta sẽ chế tạo tiếp nha. Mình sẽ là chế tạo cho mình cái 64K này nè các bạn. 64K thì công thức nó hơi lằng nhằng một chút. Nó hơi dài. Và như là mình có được cái này rồi nè. Còn cái này thì cái này thì mình còn thiếu các bạn. Mình còn thiếu cho mình những cái này đúng không? Cái này nè. Cái này thì phải có những cái 1K. 1K thì mình có rồi. Cho nên mình sẽ chế tạo cái này và đem nhân bản nó lên luôn. Phải nói mỗi lần sử dụng cái bàn nhân bản là mình thấy nó bá đạo các bạn. Rất là đã tay luôn á. 16K đúng không? Thiếu cái cục 16K các bạn. Đây, cục 16K nè. Nhân bản cục 16K lên để mình sẽ chế tạo cho mình 64 luôn nha. Đây, chúng ta sẽ đến với 64K các bạn. Đấy, ủa? 64K mà thiếu gì vậy? 64K thiếu, à thiếu cái cục 64K nữa các bạn. Đây, cục 64K nữa các bạn. Có luôn cục 64K và nhân bản nó lên luôn các bạn. Chà chà, điểm EMC của mình còn có 3 triệu mấy à. Lát nữa mình sẽ đi bán cho mình Ngọc MR nha các bạn. Để lấy thêm cho mình chỉ số EMC. Rồi bây giờ thì cứ chế tạo trước cái đã. Đây 64K. Bấm vô đây một cái thôi là chúng ta sẽ có được nè. Và cất đồ vô đi các bạn. Đó, cất những món đồ vô nha. Mình có những cái 64K này thì mình có thể nhân bản lấy ra các bạn. Lấy cho mình từ từ cái thôi. Cái này nó không có sự tắt lại với nhau được. Nó không tắt lại với nhau được các bạn. Cho nên là lấy từ từ ra nha. Mình sẽ lắp vô trong này hết các bạn. Đó, một cái như vậy thì mình có thể lắp được 8 cái các bạn. 8 cái đĩa và trong này thì mới lắp thôi là nó lên
tới tận có thể chứa được tới tận 321.000 đó các bạn. 321.000 cái món đồ các bạn. Tưởng tượng mình lắp hết lên trên này toàn bộ là những cái 64K thì chắc là nó sẽ rất là khủng khiếp luôn á. Kha hồ mà chứa đồ luôn các bạn. Và trong này thì mình có thể tách nó ra các bạn. Bây giờ thì mình có thể sử dụng cái này đi bạn. Đây mình sẽ đập ra nha. Đập ra thì nó sẽ không còn đồ nè. Mình sẽ lấy ở trong này ra. Đó, lấy hết đồ trong này ra để bỏ ở trong cái rương này luôn các bạn, để cho nó đỡ chặt rương của mình nha. Đó, mình sẽ cất vô trong này hết luôn các bạn. Rồi, sau khi mà chuyển đồ xong đó bạn, thì mình đã chuyển hết tất cả những món đồ từ trong cái rương kim cương này qua phía bên đây rồi các bạn. Đó, bây giờ thì mình có thể đập bỏ cái rương kim cương này đi. Chắc là dọn cái chỗ này ra luôn các bạn. À, đặt nó ở đâu cho nó đẹp đây. Chắc là đặt nó trên này các bạn. Đây, đặt nó trên này để mà mở lòng. Cần nhân bản thì mình sẽ nhân bản nó lên nha. Còn bây giờ thì kiểm tra chỉ số EMC của mình xem. Còn có 3 triệu thôi các bạn. 3 triệu điểm số EMC thì mình còn phải đi đi qua bên chỗ cái mob farm của mình các bạn. Đây, qua thăm cái mob farm của mình tiếp nha. À, qua bên chỗ cái mob farm để mình... Ây cha, trời mưa nữa hả? Ôi, đang trời mưa nữa các bạn, chắc là sẽ lắc lắm luôn á. Vào đây thì... Ôi, mấy con quái vẫn đang tiếp tục được xử lý và... Có rất là nhiều máu ở phía bên ngoài nè. Mình đi ra phía bên ngoài để mình hút nha. Ở bên đây thì lắc quá. Để mình hút máu vô hết cái đã, cho nó đỡ lắc các bạn. Và kiểm tra nữa, quên nữa các bạn. Kiểm tra xem mình có đội gần 2.000 viên ngọc luôn các bạn. Để mình lấy ra nha. Mình sẽ lấy ra đó, 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 đó. Lấy ra bỏ vô trong cái này của mình. Và trời ơi có kìa. Wow, khủng khiếp, khủng khiếp. Mình sẽ cất vô trong này nha. Và nó lên 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, đó. Ở đây thì lên mười mấy triệu luôn các bạn. Ở đây thì mình farm rất là dễ thôi. Chỉ cần AFK ở đây. Và ở đây thì lấy cho mình một mớ này nữa các bạn. Lấy cho mình, chắc là chừa lại cho mình một sắc đi. Thử xem coi. À, chừa lại cho mình 14 viên ngọc hả bạn. Và bây giờ thì, wow, bỏ cho mày hết luôn nha. Đó, lên được cho mình 35 triệu luôn các bạn. 35 triệu điểm EMC luôn rồi. Thôi bây giờ thì mình sẽ về nha. Cái máy này thì mình nó rất là ồn luôn các bạn. Cho nên là mình sẽ đi về nhà nha. Ở bên đó thì mình cho nó load ra rồi. Cho nên là nó cũng sẽ hoạt động trong lúc mà mình không có ở đó các bạn. Nó sẽ tạo ra được rất là nhiều ngọc lục bảo cho mình trong thời gian sắp tới nha. Rồi, như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã có được cho mình một cái kho chứa công nghệ các bạn. Cơ bản thôi, cái kho chứa công nghệ này thì mình có thể nâng cấp nó lên để cho nó có thể tự động chế tạo các bạn. Tự động chế tạo cho mình luôn, chỉ cần một cú kích chuột thôi là mình có thể chế tạo đó. Còn cái hệ thống này chỉ là hệ thống cơ bản để mình lưu trữ đồ thôi. Cũng như là trong tập ngày hôm nay thì mình đã đánh được con boss Enderlock các bạn. Một con boss rớt cho mình cái súng canon thì cũng ngon, nói chung là cũng được. Còn bây giờ thì do thời lượng video cũng khá là dài rồi, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like, một share cũng như một đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo. Bye bye.